Bất ngờ lớn đã xảy ra tại vòng 2 bầu cử Quốc hội Pháp. Khác hoàn toàn với dự đoán của giới phân tích và các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu, khối chính trị giành vị trí dẫn đầu không phải là Đảng Tập hợp Quốc gia RN và các đồng minh, mà là Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới NFP. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy NFP vươn lên vị trí dẫn đầu về số ghế, đẩy RN và đồng minh xuống vị trí thứ ba. Liên minh cùng nhau của Tổng thống Emmanuel Macron chính thức mất đa số tương đối và dự kiến chỉ còn giữ được khoảng từ 160 đến 162 ghế so với 254 ghế trong Quốc hội cũ. Kết quả vòng 2 càng khẳng định sự phân cực của chính trường Pháp với ba khối có số ghế không chênh nhau quá nhiều trong cơ quan lập pháp. Các nhà phân tích chính trị cảnh báo nước Pháp đang phải đối mặt với tình thế chưa từng có khi sự chia rẽ chính trị dẫn đến việc không chính đảng nào giành được đa số tại Quốc hội, khiến quá trình thành lập chính phủ mới có thể kéo dài, thậm chí làm tê liệt nước Pháp. Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết sẽ nộp đơn từ chức khi đảng của ông không thể đảm bảo thế đa số tại Quốc hội. Tuy nhiên, ông khẳng định sẵn sàng tiếp tục vai trò nếu được yêu cầu, đặc biệt trong bối cảnh Pháp sẽ khai mạc Thế vận hội 3 tuần tới. Do không có lực lượng chính trị nào chiếm đa số tuyệt đối, Tổng thống Macron có thể từ chối đơn từ chức của ông Attal khi ông không bị buộc phải từ chức hoặc buộc phải chọn thủ tướng từ phe đa số tương đối mạnh nhất, tức là một người từ Liên minh cánh tả. Tuy vậy, bất cứ ai mà ông chọn đều phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào ngày 18 tháng 7. Điều này có nghĩa là Tổng thống Macron cần chỉ định một người được đa số các nhà lập pháp chấp nhận. Văn phòng của ông Macron cho biết Tổng thống sẽ phân tích kết quả bầu cử, đồng thời sẽ đợi quốc hội mới được thành lập trước khi thực hiện các bước đi tiếp theo. Nhiều chính trị gia và các nhà lãnh đạo châu Âu lên tiếng về kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp. Thủ tướng Tây Ban Nha hoan nghênh kết quả bầu cử ở Anh và Pháp vì đã ngăn đảng cực hữu giành chiến thắng. Thủ tướng Ba Lan, người theo đường lối trung tả, cũng ca ngợi chiến thắng của phe cánh tả Pháp.